không có bất cứ hoạt động nghệ thuật nổi bật nào trong thời gian gần đây. Tuy nhiên Angela Phương Trinh vẫn được công chúng biết tới nhờ nhan sắc ngày một thăng hạng chẳng nói đâu ra. Đoạn video được đăng lên Instagram của cô nàng ngày 27 tháng 1 chính là minh chứng rõ nét cho sắc bóc ấy. Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé. Đoạn clip chưa chỉnh sửa đã phô diễn sắc bóc lý tưởng của Angela Phương Trinh, không chỉ sở hữu làn da trắng xứ, từng đường nét hài hòa của bà mẹ, nhí còn được kiểm chứng dưới ống kính camera điện thoại. Chẳng những vậy, vòng một lấp ló ở ở sau tấm áo mỏng càng khiến Phương Trinh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết thiêu cháy cả khung hình chỉ trong tích tắc. Nhan sắc của Angela Phương Trinh đã là đề tài để các diễn đàn sắc đẹp bàn luận từ lâu và chính những đoạn clip thế này là minh chứng rõ nhất cho diện mạo được ca ngợi ấy. Clip Angela Phương Trinh khoe vòng một cháy mắt sau tấm áo mỏng làn da trắng như bông bưởi nọ nà cùng một vòng lấp ló khiến vẻ quyến rũ của phương trinh như tăng thêm vài bậc tạm xa vi bít và ăn chay trường một thời gian dài angela phương trinh ngày càng gây ấn tượng bởi nhan sắc khó quên vẻ đẹp gây thương nhớ tới nao lòng của bà mẹ nhí chính là điểm sáng để cô nổi bật tại mọi sự kiện nguồn ảnh clip instagram nhân vật